Bên hình kia trẻ. Làm lại. Đi đâu ăn rồi. Ok. Bên hình thủ công. Thì Linh đang chuẩn bị làm bánh trung thu dành tặng cho các cô chú, các anh chị và các em bé vô gia cư tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì chắc là mình sẽ làm tới 150 chiếc bánh để có thể đem tặng tất cả mọi người. Mình sẽ đi rất là nhiều tuyến phố ở Sài Gòn và cũng sẽ có sự trợ giúp của rất là nhiều anh chị và bạn bè nữa. Bây giờ thì làm thôi. Ủa, ai đánh đầu giúp? Đầu tiên chúng ta sẽ làm 5 cái. Đây là lần đầu tiên mà Linh được làm bánh trung thu. Trước đây thì chưa bao giờ có cơ hội làm. Linh đã rửa tay rất là sạch trước khi nhào bột bằng tay rồi. Và cái lý do mà mình không thể dùng bao tay để nhào bột bánh trung thu đấy là tại vì nếu như mà dùng bằng găng tay thì nó sẽ bị dính vào găng tay, bột nó sẽ dính hết vào găng tay. Thế nên là mình chỉ có thể rửa tay thật là sạch và sau đấy thì nhồi bột bằng tay thôi. Bây giờ thì mình sẽ gom số bột này lại một chỗ gọn. Sau đấy thì mình sẽ phải đem bột này đi ủ trong vòng khoảng 15 phút. Để gọi làm trắng qua đây. Rất là nhiều nghệ thuật. 2/3 muỗng mật ong. Linh rất là thích uống mật ong và thật sự là ăn mật ong được luôn ý. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi nướng một thành phần cực kỳ ngon của phần nhân. Đấy là trứng muối. Giờ mình đã chuẩn bị ở đây 5 quả trứng muối. Và mình sẽ gấp ra cái khay này để cho vào lò nướng để nướng. Không thể nướng bằng cái đĩa này được vì maybe nó sẽ hỏng. Trứng mà đụng thế này. Trứng muối này thì đã được xử lý rất là sạch sẽ rồi. Và mình chỉ việc là mình cho vào lò mình nướng cho nó nóng thôi. Thì mình nướng trứng muối mình ăn không được không? Không bà. Bà định ăn chứ gì? Bà định không? Thật là lắm lên. Béo vậy. Đây là chắc là nếu mà mình đã mượn từ mẹ Dung. Không phải mượn đâu, mình lấy luôn đấy. Trước đấy thì mình đã làm hỏng cái lò nướng của mẹ Dung rồi. Sau 2 lần dùng thì mình cắm nhầm ổ điện nên là cháy luôn. Khỏi sửa. Cháy luôn, khỏi sửa. Làm sao vậy? Lò nướng này mình đã làm nóng trước đó tầm khoảng 10 phút rồi thì bây giờ mình chỉ cần bỏ trứng muối vào thôi. Bye bye, hẹn gặp lại sau 5 phút nữa. Trời ơi, nhìn thấy nhìn quả trứng này đi, thật là ngon. Bây giờ thì trứng đã được rồi, mình sẽ mở ra. Một mùi cực kỳ thơm. Bây giờ thì mình sẽ phải rắc một chút bột mì lên cái miếng mà mình sẽ dùng để cán bột để cho nó đỡ dính. Chúng ta sẽ dùng cây spatula này để có thể tách bột ra khỏi một tảng bột lớn. Rồi sau đấy mình sẽ đem lên cân tiểu ly. Ta không nên buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn. Mình
Trung thu sẽ có thể là đi phá cỗ với các bạn ở trường học này, hoặc là lớn hơn một tí khi mà lên cấp 3 thì nhà trường cũng không còn tổ chức Trung thu nữa, thì sẽ ở nhà hàng bay. Mấy năm qua thì sao? Mấy năm qua Trung thu của Linh thì sao? Mấy năm qua Trung thu của Linh thì Linh sẽ hóa thân thành chị Hằng đi tổ chức Trung thu cho các bạn trẻ em. Rồi bây giờ tới làm gì? Tới làm nhân, mình sẽ lấy 60g nhân. Nhân này thì có mùi đậu xanh rất là ngon và rất là tiện khi mà có những cái gói nhân sẵn như thế này, mình đỡ phải mất thời gian để làm nhân nữa vì đó cũng khá là lâu. Mình sẽ phải ấn cái nhân xuống để cho nó dẹp như thế này. Là một công việc khó nhằn khi mà mình phải tạo hình một chiếc bánh trung thu và không được để cho nó bị cái rãnh như thế này, tại vì nếu như mà vậy thì không khí sẽ bị vào và nướng bánh sẽ không được mềm mại. Nghĩ là ok rồi, là mình sẽ lấy một lăn qua bột. Nhìn nó hơi giống một quả kiwi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái khuôn thật là xinh đẹp. Ồ, đây là khuôn một chú chuột. Mình sẽ để bánh vào đây. Rồi ép bánh một chút. Rồi mình sẽ lật lại. Và à, đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ cho hai ngón tay vào đây và kéo lên. Yeah, và đây là một chiếc bánh trung thu hình con chuột. Ta-da! Chiếc bánh này thì có vẻ hơi mập hơn bình thường. Một con cầu chiếc bánh kia. Giờ thì mình sẽ bỏ bánh vào lò thì đã được preheat trước đấy rồi. Mình sẽ nướng ở 180 độ trong vòng 10 phút trước. Rồi mình sẽ xịt nước và sau đấy lại nướng tiếp. Bye bye. Đây là làm bánh luôn ạ. Đúng rồi. Đâu mình ghép. Mẹ của Linh đã hứa với Linh là mẹ Linh sẽ trả cho Linh và ekip 5 triệu cho hai cái bánh mà được hai cái bánh trung thu mà được Linh và ekip làm. Cảm ơn mẹ. Có sao nhỉ? 5 triệu đúng không mẹ? 5 triệu phải không? Mẹ vừa việc mẹ nha. Ngon cực. Ông mà không trả tiền đâu. Ok, 5 triệu cho đơn. Nhìn ngon như này chắc chắn vừa miệng rồi. Thơm không? Rất là thơm. Bây giờ chúng ta sẽ phết thêm một lớp trứng nữa. Bây giờ thì mẻ bánh đã xong. Mùi rất là thơm. Đẹp. Wow, đẹp quá. Mùi đi. Ta-da. 5 chiếc bánh đầu tiên. Còn nóng hôi hổi và rất là thơm mùi trứng, đường và sữa, cũng như là có một chút mùi hơi dầu mè và đậu xanh ở đây. Bây giờ mình sẽ lấy ra để cắt thử xem là nó có ngon không. Thực ra là bánh trung thu sẽ ngon nhất khi mà sau khi nướng thì mình để tầm 3 đến 4 ngày mình thưởng thức. Nhưng mà Linh quá là nóng lòng rồi, không biết là những chiếc bánh trung thu đầu tiên mà mình tự làm sẽ có vị như thế nào. Nên là mình sẽ cắt ra và ăn thử luôn. Rồi cái gì? Mình sẽ chọn chiếc bánh hoa này. Thật là hồi hộp.
nóng. Mình nghĩ là nó không nên được cắt nóng, nó nên được để nguội khi mà cái lớp bánh ở bên ngoài nó cứng lại. Chứ còn khi mà nóng ấy, lớp bánh bên ngoài nó vẫn còn đang bị hơi dẻo và nó bị mềm, nên là sẽ rất là khó cắt. Nên là nếu như mà có làm thì Linh nghĩ là Linh sẽ khuyên mọi người là nên để cái bánh khi mà nó nguội nguội một chút thì mới nên cắt, chứ không phải là cắt luôn sau khi mà mình mang ra từ lò. Nhưng mà anyway thì nó vẫn rất đẹp, rất ngon. Ta-da! Nó vẻ rất thơm mùi đậu xanh cũng như là trứng muối. Mình sẽ cắt tiếp cho tất cả mọi người ăn thử. Vậy các nhỏ sẽ tìm cái miếng nào mà miếng này có rất nhiều trứng muối, mình sẽ cắt miếng này. Mình rất thích ăn trứng muối. Mình sẽ ăn luôn. Ngồi thử đi. Nhìn bên ngoài thì nó có vẻ là có hơi màu hơi nâu nâu như vậy, mà nó lại tạo ra một cái mùi vị khá là thú vị, đó là nó có như kiểu nó đậm vị hơn ấy. Mình nghĩ là trong cái mẻ bánh tiếp theo thì mình sẽ phải làm cho cái phần vỏ bánh bên ngoài có thể là nó sẽ phải đều hơn và mỏng hơn, tại vì như Linh thấy là ở đây thì cái vỏ bánh bên ngoài nó đang hơi bị khô và nó hơi bị cứng và hơi bị giòn ở phần đáy, nên là có lẽ là ngày mai mình sẽ phải cho thêm một chút dầu nữa để có thể làm mềm cái vỏ bánh. Mà lớp nhân thì rất là ngon, cực kỳ mềm. Hiện giờ thì cái vỏ bánh nó đang hơi khô một chút, nhưng mà có thể là để sau 3 tới 4 ngày thì dầu ở trong lớp bánh này nó sẽ tiết ra và cái bánh nó sẽ trở nên mềm mại hơn và ẩm ướt hơn. Nên là nghĩ là lúc đấy thì nó sẽ ngon hơn. Rồi, cảm ơn Linh nha. Cảm ơn Linh. Rồi, nha. Rồi, ok. Chắc em cắt được cái nè. Chắc hết rồi, em hết rồi. Rồi, hết luôn, bưng luôn, bưng luôn. Rồi, cảm ơn. Rồi cảm ơn nha. Rồi. Đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Cảm ơn mấy bà nha. Mấy bà sẽ bị béo đó. Và bên cạnh những chiếc bánh thơm ngon và hoàn chỉnh thì chúng ta còn có những chiếc bánh như thế này. Bánh như thế này. Bánh này cho ai ăn gì? Bánh này cho Vĩnh Hương ăn. Hương qua ăn hơn. Bà em hết được chưa? 2000 years later. Đây là cái thứ mấy chúng tôi cũng không biết nữa. Chúng tôi đã làm việc rồi. Chúng tôi đã làm lúc tôi vừa mới mở mắt ra cho tới lúc này là mấy giờ tôi cũng không biết nữa. Làm cái thứ mấy không biết. Nhưng mà làm cho nào hết bột là biết mình xong rồi. Mà còn rất nhiều mọi người ơi. Mình đã mua bao nhiêu cân bột nhỉ? 5. Mình đã mua 5 cân bột. Mọi người uống gì em đi mua ta? Nước suối. Chào nha. Ai Starbucks nha. Rồi cái thẻ đi quẹt đâu ta? Em lấy cái thẻ màu vàng á mà có tên Nguyễn Ngọc Mai ấy. Ủa, thẻ đúng không? Quẹt tới bến nha em. Quẹt tới bến nha. Và bây giờ một mẻ bánh nữa đã xong. Bây giờ mình sẽ để đây cho nó nguội, xong rồi lát nữa mình sẽ xếp ra như thế này để cho nó được nguội. Tôi sợ lắm, thôi tôi không phải lại, thôi làm đi, tôi không biết. Cảm thấy vô cùng thất vọng, tôi thì làm hùng hục ra, ekip tôi thì đi ngủ. Là sao nữa? Thì mình đã làm xong hơn 150 cái bánh
tức là 150 cái bánh có lẽ như là 180 mấy cái. Và bây giờ thì đã đến công đoạn mà mình mong chờ nhất, đó chính là đóng hộp tất cả số bánh này. Thank you.
mình đã đi trao hơn 150 suất quà trung thu, gồm cả bánh trung thu như là một cái phần bánh đóng gói khác cho những người vô gia cư ở Sài Gòn. Bây giờ là tầm tức là 11:30 gì đó buổi đêm. Thì từ nãy giờ mình cũng như là các bạn của mình đã đi dọc rất là nhiều tuyến đường và gặp những cái hoàn cảnh rất là đáng thương. Linh nghĩ là ngày hôm nay thì mình, những cái món quà nho nhỏ của mình đã chạm được tới, đã được gửi tới đúng những đối tượng. Và Linh mong là trong những dịp tiếp theo thì mình có cơ hội sẽ được đi tới nhiều nơi hơn, làm những món quà thú vị và ý nghĩa hơn để gửi tặng tới mọi người. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến đi từ thiện sau.